Thưa quý vị và bà con, thực hiện Nghị định 17 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 67 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. Theo đó, thì ngư dân được hỗ trợ chi phí để duy tu, sửa chữa tàu cá vỏ thép đóng mới theo Nghị định 67 với mức hỗ trợ không quá là 1% giá trị tàu có công suất máy từ 400 mã lực trở lên. Tuy nhiên, đến thời điểm này, hầu hết các chủ tàu cá vỏ thép ở Bình Định đều chưa tiếp cận được chính sách này, do còn nhiều vướng mắc trong việc thực hiện đầy đủ thủ tục để thụ hưởng chính sách này. Đầu năm 2017, ngư dân nông Thành Điền ở xã Cát Thành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định hạ thủy con tàu cá vỏ thép trị giá hơn 16 tỷ đồng, được đóng mới từ nguồn vốn vay theo Nghị định 67. Sau hơn 3 năm hoạt động, đầu năm 2020, ông Điền đưa tàu lên đà để sửa chữa, chi phí hết khoảng 250 triệu đồng. Từ đó đến nay, ông Điền đã nhiều lần nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ duy tu sửa chữa tàu cá vỏ thép, nhưng vẫn chưa nhận được khoản hỗ trợ này. Từ ngày đó tới giờ thì nay gần cả năm rồi mà hồ sơ chưa có tiếng đi đâu được. Bên cạnh đó, theo nhiều ngư dân, mức hỗ trợ khá thấp so với tổng chi phí duy tu sửa chữa tàu mà ngư dân phải bỏ ra, khiến nhiều chủ tàu không mặn mà với việc thực hiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Tính ra gì tiền sơn rồi tiền gì rồi vỏ như mấy chứ còn ngư lưới cụ là điện đà nếu chúng rằng đó là không có tính vô trong cái phần đó thì cho ví dụ 15 tỷ thì chắc cỡ còn cỡ 5-6 tỷ ấy. Cho 1% cũng 5-6 tỷ tiền nó cũng lớn nhưng mà thấy nó vòng vòng á rồi cũng không muốn đi làm để làm hỗ trợ mà chúng ta làm xong giống như thủ tục đầu tư. Phải xét việc định mức rồi tính toán ra từng cái ký sơn, từng con ốc rất khó. Mà khó cho đơn vị thẩm định và khó cho ngư dân. Cho nên hiện nay thì chúng tôi cứ nghĩ vướng nhất là phần hồ sơ thủ tục. Tàu vỏ thép nếu không duy tu bảo dưỡng định kỳ sẽ nhanh xuống cấp hư hỏng. Tuy nhiên, mỗi lần duy tu bảo dưỡng, các chủ tàu phải tự huy động nguồn vốn khoảng 200 đến 300 triệu đồng mới đủ kinh phí sửa chữa tàu. Một số chủ tàu không đủ vốn đành phải để tàu nằm bờ, khiến con tàu ngày càng xuống cấp nghiêm trọng. Theo quy định thì đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020, nếu chủ tàu nào không có hồ sơ đề nghị hỗ trợ duy tu sửa chữa tàu cá vỏ thép đóng mới, theo Nghị định 67 sẽ không được xét duyệt mức hỗ trợ này. Tuy nhiên đến nay, 45 tàu cá vỏ thép được đóng mới theo Nghị định 67 của tỉnh Bình Định vẫn chưa có hồ sơ đầy đủ theo quy định, gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để thẩm định, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt hỗ trợ. Theo Chi cục Thủy sản Bình Định, đến nay toàn tỉnh mới chỉ có 8 trong tổng số 45 chủ tàu cá vỏ thép đóng theo Nghị định 67, nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ chính sách duy tu sửa chữa. Tuy nhiên, cả 8 hồ sơ này đều không đáp ứng quy định. Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định đã trả hồ sơ và hướng dẫn chủ tàu làm lại. Đang nộp cái giấy tờ mà họ nói còn vướng một hai cái gì đó, cũng chưa có kết quả gì, cũng chưa được nhận sự hỗ trợ. Cũng hy vọng là cái sửa chữa đó nhà nước sớm hỗ trợ để lấy cái tiền để trả lại bớt cho ngân hàng. Nói chung là làm lại các thủ tục rất khó. Bởi vì một số cái trường hợp là đã sửa chủ tàu trước đây là đã tự động đi sửa rồi. Rồi bây giờ mới làm lại tất cả các thủ tục để cho nó theo quy định, cho nên phải đi làm lại với đăng kiểm, đi làm lại với cơ sở đóng tàu. Và một số cái chủ tàu làm là không phải làm Bình Định mà làm ở trong Khánh Hòa. Nhằm giúp ngư dân thụ hưởng chính sách hỗ trợ duy tu sửa chữa định kỳ tàu cá vỏ thép đóng mới theo Nghị định 67, Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định đang khẩn trương tiến hành phối hợp với các địa phương để tuyên truyền thông báo, hướng dẫn chủ tàu thực hiện lập hồ sơ theo đúng quy định. Sắp tới chúng tôi sẽ dự kiến là sẽ mời tất cả các chủ tàu đó tới lại và để đề xuất việc bàn hoa cụ vướng mắc chỗ nào thì để đề xuất là mời các bên liên quan và giải quyết trực tiếp và về lâu dài để mà thực hiện chính sách này đảm bảo và cho phù hợp thì chắc là kiến nghị với bộ tức là sửa đổi nghị định 17 và nghị định 67 chính sách này để đảm bảo quyền lợi cho ngư dân cần có sự vào cuộc của các ngành chức năng địa phương nhanh chóng giúp ngư dân tháo gỡ các vướng mắc trong việc hoàn tất thủ tục hồ sơ để giải ngân hỗ trợ giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.